bạn đang đến với kênh Tú Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà mình luôn được nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Nay thì Trinh về quê của anh Tú, vừa An Giang, thì có ghé qua nhà ông ba. Trinh thấy cây vú sữa với mấy cây hạnh là vú sữa quá trời trái luôn, nên là Trinh quay cho cả nhà xem. Trinh với anh Tú thì đi đường ngọn, đi ngang cái nhà ông ba để sẵn vừa thăm ông ba rồi vừa đi ra ngoài đồng để quay cho cả nhà xem cánh đồng ở An Giang luôn. Ở đây thì anh Tú đang đợi Trinh. Tú xin chào cả nhà. Ốc ba trồng hạnh rồi, thì trồng cái này là cây khóm hay là cây thơm vậy anh? Cây thơm quá à. Cây thơm nha. Tú cũng mời cả nhà về thăm An Giang, thăm cánh đồng của Tú luôn nha. Anh Tú thì muốn muốn dắt cả nhà cùng tham quan cánh đồng ở An Giang. Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của hai vợ chồng Tú Trinh luôn nha. Bánh nhóc luôn của chú anh chị. Còn cái cánh đồng này là nếu mà nước nổi á, nước lên á, khá nước lên là ở đây là giống như là cái biển vậy đó nha. Và ở đây mới chỉ ở đây mần có hai vụ anh ha. Hai vụ. Nên là hôm nay Trinh sẽ cho cả nhà xem, quay cho cả nhà xem là cái lúa ở chỗ này á là nó sẽ tốt hơn của chú Trinh. Tại vì người ta mần hai vụ là đất bồi á, sình nó lên á, sình mới lúc nào nó cũng thay đổi cái sình mới nên là rất là tốt luôn. Hồi xưa hai chồng Tú về đây cô chú chị hết quá trời luôn. Ở cái cầu này thấy nhìn thấy đèo đẹp mà vững chắc quá ha. Đây là cánh đồng ở An Giang này cả nhà. Lúa thì tốt hơn chỗ Trinh, tại vì ở đây là đất lúc nào cũng có đất bồi á, lúc nào cũng có sình nó lên, nó thay đổi cái đất á, nên là lúa trồng sẽ tốt hơn chỗ Trinh, xanh mướt luôn. Còn đây là bên đây là cái kênh lớn, kênh này lớn lắm. Cái kênh này tới mùa nước nổi cô chú anh chị, cá linh nổi với cá chốt dữ lắm. Tới mùa nước nổi là cả nhà đi vô đây là không có thấy ruộng lúa gì đâu, nó chỉ là một cái biển mênh mông. Cái biển mênh mông, còn bên kia là người ta đắp cái bờ cao gì này cả nhà, là mới có thể nước nó không vô được, nó không lên được tới trên đó thôi. Còn bên đây là nó thấp là nó ngập hết trơn luôn. Cánh đồng bên đây là người ta làm vụ 3 này cả nhà, còn cánh đồng hồi nãy thì chỉ có 2 vụ thôi. Còn cây này là cây gáo thì nó tới mùa mới có trái, bây giờ là không có trái luôn. Cái gáo phải mùa nước nổi mới có trái gáo anh nha. Giờ hiện tại là không có trái gáo. Muối ớt cái hen chua lắm nghe cả nhà. Anh Tú nói vậy thôi chứ chua dữ lắm luôn á. Ở đây thì cái mùa Noel này gió dữ lắm. Gió là gió lạnh luôn á. Đây là ở ngoài sau nhà của anh Tú. Cái phà này là qua được cái nhà thờ cả nhà. Đây là phà này phà gì em quên rồi. Phà qua nhà thờ. Dạ, nhà cát hả ba? Qua nhà cát. Cái gì qua nhà thờ Năng Gù đi. Dạ. Xưa. Tú với ba là có như đi vô một khuôn rồi cả nhà. Ba của Tú nè cả nhà. Ba Tú thì mới quay hơi ngại ống kính, mong cả nhà thông cảm nha cả nhà. Mở chỗ nhà của Tú thì lạnh lắm, gió này buồn luôn. Tại vì dưới mấy sông á. Cá linh, cái này là cá linh nó nhảy luôn. Cá linh nhảy trên này luôn. Cái này thì nghe ba nói là ngày nào cũng ta cũng dở cho nó. Ta bao lại rồi xong cái lại chút lớn rồi cũng dở. Quá trời, cái nhà này cá linh không à. Cá linh nó nhảy nè. Nhảy y như cá nuôi luôn á. Nhảy theo sói luôn. Ba nói là ngày nào người ta cũng lợi như dở em nè. Ở miền Tây mình thì có nhiều cách bắt cá. Đây cũng là một cái cách bắt cá của người dân An Giang đó. Người ta sẽ làm cái cầu dòng cái đó, dở cái đó lên. Ở
đây thì mình chỉ cần cái xuồng với cái máy cũng kiếm cá rất là nhiều luôn nha. Bên kia là cái phà, cái anh này bắt đi điện nè. Đây thì chị đứng bên đầu cầu bên đây nhà ba nên là hơi xa. Anh đang dở trà thì cũng là bạn của anh Tú nên là anh Tú chạy vô thay bộ đồ lặn xuống làm phụ. Nãy thì chị tưởng Hoa lạ lắm chứ, tại vì anh Tú nói là bạn của anh Tú, Tú mới nói chuyện xong anh Tú định giả xuống đó làm phụ cho anh. Cá nhảy nó mê luôn cả nhà, hiện hồi nói trên mượn cái xuồng á, cái chị qua chị nhả quay cho cả nhà xem. Ở đây thì mọi người dở xong thì cũng có cái ghe đó nhà, ghe ta thu mua cá linh để về làm mắm á, nên là chỉ cần mình dở lên cũng có người lại mua. Dạ cá gì thấy mê đúng không nha. Không có tốn chụp xe chụp lên dựng xuống. Cái lần này là ngọt lắm anh Tú nha. Ngọt lắm, cái này nấu còn chua ngon lắm. Vai kìa. Cái linh này thì cái linh nó già, cái nhà hết cái linh non rồi. Đây một cái linh tươi gì nè, nó tươi sống nha. Vậy thì vô mình kho lạc một cái ngon lắm. Rồi có đàn, có đàn. Thank you.
Cái lớn luôn. Quá lẻ luôn. Cái lớn luôn rồi đấy. Dạ. Quay đầu kia thấy con nhỏ. Quá. Đi con cá này. Đủ thứ loại cá luôn á. Dạ, dạ, xúc để cần xúc một cái này nó giống như là cá nuôi vậy cả nhà. Sợ luôn. Quá, con cá này cái gì bự quá vậy? Tôi sợ luôn. Sợ cho hai cha luôn. À, một xô. Một xô này nhóc vẫn còn nhóc luôn nữa. Sợ cho hai cha luôn. Con sợ hai cha, không biết hai cha có sợ con không? Vậy là anh Tú được một gỗ cá bự luôn cả nhà. Quá trời, cá linh này nãy giờ anh nghe trên nói là ăn ngon nên là anh cho quá trời nhiều luôn à. Quá nhiều luôn, có 3-4 kg vậy. Đây thì anh Lâm cho hai chồng chinh cá. À, anh Lâm kêu vô để làm ăn để thôi nó không được ngon. Anh đã xong rồi cả nhà. Đây em cảm ơn anh nha. Nó tiêu rồi. Gỗ này là theo trên đón chắc cỡ 3 kg ngoài á. Bạn của anh Tú nhiệt tình lắm, hỏi là ăn nhiêu đủ không. Nhiều quá trời nhiều mà tại thấy anh Tú thấy thèm mà Trinh thấy cũng thấy con cá tư tư là thấy cũng thấy thèm nữa. Giờ thì anh Tú làm phụ cho bạn Tú ngoài đó. Giờ Trinh sẽ vào bếp để làm đồ ăn. Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của hai chồng Tú Trinh nha. Giờ thì cá linh Trinh kho cũng chín rồi. Trinh bỏ vô miếng hành đi. Cái linh mà bỏ me vô ngon nha. Cái này được có trái bứa hả nha. Ừ, trái bứa nữa mới ngon. Bây giờ hết mùa lúa nổi hết trái bứa à. Anh kiếm không có trái bứa. Nên là mua trái me tư. Anh hòn cái mì dầm nha. Dầm ra ăn với bông điên điển. Bông điên điển thì giờ lúc nào cũng có. Có trái bứa là có mùa lúa nổi mới có. Để em nhìn lại cho được chứ. Mà thịt thì chị bỏ hết sôi, chị bỏ thịt con gậu vô. Này của hành tím với miếng ngọt, miếng đường, miếng muối với hành viên để cho nước nó ngọt. Chị bỏ hành lá vô nữa. Cái hành lá bỏ vô cho thơm. Thịt thì chín cái chân sơm vậy nè. Đã ngồi mình dớt nó ra chiên lại. Chân sơm nữa là chín cho nhà chủ. À, hôm nay thì làm gấp của cái nhà đi về nên là chị không có đem phơi nắng, bỏ vô trong chiên luôn. Hai thì chim chép mặt phù lù luôn cả nhà, cái nung luôn chim chép bữa nha. Ừ, trắng bóc luôn nha. Chim luộc cho nó hả miệng, cái mượn chị với em của chim lựa luôn. Giờ thì chị với em Út dưới này là con của chị Hai lựa con chim chép. Chim chép ú hả chị? Chim chép nó trắng trắng, bọn chim chang ở đây xì à. Cái lông bút chim chang. Chim chang thịt nó khác hơn nữa. Chim chép sữa không? Nóng không? Nóng không Út Trinh? Tao không nóng. Nóng là một hổng luôn. Thì mới dắt ra của chú anh chị hơi nóng. Tỏi thì trên phi vàng, cái trên bỏ bịch xá xíu vô. Này là xá xíu nước. Trên bỏ xá xíu nước rồi với xá xíu khô nữa. Xíu khô vô. Cho nó thơm. Đây thì có đường với miếng bột ngọt. Miếng hạt nêm nữa. Giờ xả thì trên làm vàng nè. Hến thì nhiều lắm nhưng mà chị làm như đủ ăn thôi. Còn kia thì để chanh chép. Để cho chị với ông xin làm sao vàng cho mỗi nha. Bỏ vô cho kho đi. Đây thì chị nói có đường muối bột ngọt. Chị bỏ vô. Bỏ vô tí xíu nước màu cho nó lên màu xíu. Để cho nó sắp lại làm ăn được đó cả nhà.
nước hến thì Trinh lấy lại Trinh lượt cho nó trong lại nè. Này là muối với đường, có muối với bột ngọt với hạt nêm. Trinh đổ ra như vậy, nấu canh với miếng nhẹ. Quế chiên vàng ha, chiên mấy xá xíu vô. Vàng rơm luôn ha. Thơm quá thơm. Bữa nay thì Trinh làm gấp á, đang ăn cơm đang đi về sợ xe nó lợi với mình không kịp. Nên là Trinh không có kịp phơi nắng. Chiên mình phải không kịp phơi nắng thì mình chiên phải đậy nắp lại. Trinh sợ nó dơ. Đứng kế bên của Tú á, từ quá trời đói bụng luôn của Tú. Đói bụng. Sáng thì Trinh mua miếng sườn rồi. Sườn này sườn miếng sườn non á mà có chung với thịt ba loại. Ba thì ăn cá linh sợ ba không được, tại vì cá linh nó xương, cái nhà cá linh này nó hơi dừa, nó không có phải là cá linh non á, nên nó bị xương. Ba với mấy bé nữa chạy nước miếng, hai đứa nhỏ nữa nên là con hút sinh nữa, thôi Trinh mua miếng thịt về Trinh làm xá xíu cho mấy đứa ăn luôn. Quét xong là mẹ chặt ra là ăn được con, sợ xe lợi tới mình không kịp giờ. Giờ thì thịt thì Trinh cũng chiên xong ha, giờ Trinh sẽ sắc ra giòn gọn luôn giống như heo quay vậy đó cả nhà. Bây giờ ăn cập cập đi, giòn thấy em giòn gọn luôn á. Dạ nè, Trinh chẻ con xương ra, xương sườn đây thì miếng da với thịt dính nè. Giòn gọn luôn ha. Như da heo quay vậy đó. Cái này thì thịt chín luộc chín rồi, chiên chỉ cần chiên cái da nó giòn là được. Bữa ăn gia đình Tú Trinh cũng chuẩn bị xong rồi, cô chú anh chị. Con mời ba ăn cơm. Tú cũng mời cả nhà ăn cơm luôn. Bữa ăn thì Trinh đã chuẩn bị xong. Con mời ba dùng cơm. Trinh mời cả nhà dùng cơm gia đình Tú Trinh luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Con mời ông nội, con mời bà cô chú. Rồi, ăn cơm đi con. Rồi, ăn cơm đi chị. Bà Tú cũng mời cả nhà. Cơm sớm để chuẩn bị đi về quê. Ăn bữa cơm chia tay với gia đình. Sao ăn thấy heo quay sao cô Út? Ăn gặp thấy thì sao? Heo quay ngon. Đây thì là cá linh nè. Đây chị mời cả nhà cá linh nha. Cá linh thì phải ăn con phải cá linh nhỏ. Đây Tú quay gần gần sát cho cô chú. Mời cả nhà dùng miếng heo quay nha. Không. Cá linh này chấm với bánh miên điện. Me nhậm. Hôm nay thì Tú ăn cơm với ba thì cũng là bữa tiệc chia tay. Chia tay. Cũng như là cái
Xin chào cả nhà.